Xã Tiến Bộ, xí dắt đài lời xa Hồng Vên Yên Sơn, đã đáy bán mương cục đảm họ, học bây phòng xin lời người dụ ít. Xí xa mê lai chi sục nền, nâng săn cháy, bà nơi, hẳn nùng. Vườn cặn, lớp cuốn bán mương cục đảm họ, việc đề mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, học con cuốn bán mương cục đảm họ, đáy đặc biệt rõ lần. Theo án phạng xí đề phép dân, Xã Tiến Bộ đã đẩy mạnh cục kinh tế, khuyến khích trong mô hình cách cục hiệu quả, nông minh sưng phắng, vọng mới. Nhờ lần cặn, thâu nhập đánh trông lão hân hoàng xã, đạt hơn 30 triệu môn rất bay. Trước kia thì nuôi riêng rẽ, thì coi là tự bỏ vốn ra để nuôi. Còn đấy khẽ xương cộng mình, cộng bỏ vốn học tiêu xương với đường cặn, mắng mây tập trung, tiêu xe ca tàu giúp. Lúc đấy, mà hồi xương phắng hòng xã Tiến Bộ đấy, cầu thêm đơn lối, chủ trương xị đúng. Cầu xịt lên áo hồi nấy, tiêu tỏ giúp, đài việc xương phắng sau hai sản phẩm. Và cái hội này là cùng nhau giúp đỡ nhau trong cái việc nuôi ong và cái bán sản phẩm. Ủy ban chấp hành hội nông dân cũng thành lập cái chi hội nuôi ong lấy mật trên địa bàn xã để thu hút động viên các hộ. Hội Pinu Cung Na sẽ là phấn chi hội sừng phắng ao tang rồi để giờ tiêu thu hút động viên cho là hẳn hội viên sừng phắng qua với khen sừng hoàng cho là hẳn tập hợp to sau tỏ phải kinh nghiệm kiến thức chuẩn bị hó sẽ cả tháo ké tỏ đủ kinh nghiệm cũng đứng lây ao thương hiệu tàng phắng hoàng Xã Tiến Bộ mới ná dầu khẩn thị trường đưa cái thương hiệu mật ong Xã Tiến Bộ được sớm có mặt trên thị trường. Lớp cụ huấn bán mương cụm nả mọ dầu chỗ xa xin tiền mời Pinung chia sục nên đường điệp đường mới lại nó đã hạ tầng bước đi phòng dần được tầm chúng ngân lành đầu tư xây dựng nguồn lợi với căn lốc mà đề án tây ngươi hòng bàn thương vụ lãnh ủy tuyên quang có việc đuôi màu nội dung phương thức của vịch hòng mặt trận tổ quốc sau cho tổ chức chính trị xã hội đã có phân còn chỗ xa cục cho phân vịch cho tiêu chí bán mương cụm nả mọ. Khi xuống đến cơ sở thì chúng tôi cũng thấy là có cái các cái công trình các cái phải làm cần thiết thì chúng tôi cũng huy lốc lồng lên cơ sở lào đế thiên mời cho công trình từ cục cần thiết dư lao sự huy động quyền đồng cán bộ đại chi nhánh hoặc đánh góp phần hỗ trợ hay sợ lốc đế phe hái lào tại Penung với cục cón thành san ọc lành phấn khởi lồng lên tiên Penung xin vui mừng sau sai cả cục vịt tạo số điều kiện tiêu sai cả cục công vịt mừng đó và cùng phối hợp để cùng làm để tạo mọi cái điều kiện để cùng nhau là thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Qua cái sự đóng góp ủng hộ của quan đóng góp ủng hộ hòng cho cơ quan hay sợ lào cục đái lêu cho tiêu chí xịp cấu khẩn xịp cấu hân dân hòng sợ đái động viên thèm rất mức xịt tăng tiêu sợi cả cuốn thành công bán mương cục nả mỏ xây dựng thành công nông thôn mới tiêu có phần cục đại hấn bán mương cục nả mỏ dầu chủ tiên đặc biệt đó đã bị nung triệt sụp nền về học án hỗ trợ hòng ăn nùm hòng cho tổ chức chính trị xã hội. Bản xa được mời ăn hướng bầy mắn nơi, dùng đáy nguồn lành tặn mây, bản giang áo trang chỉ đẹp hòng người dân.